nay chúng ta bước vào một bài tập giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hôm nay chúng ta bước vào một bài tập giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và phòng chống táo bón. Từ đây mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Từ từ thả lỏng hai tay đặt lên gối. Thả mềm đôi vai, mềm hông, lưng và cánh tay. Nhẹ nhàng khép đôi mắt lại. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, vươn dài các đốt sống lưng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống, thả lỏng các cơ. Lần hai, hít thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Lần ba, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Lần bốn, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng dưới rốn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Hít thật sâu, căng phình bụng lên. Và từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần hai, hít thật sâu, căng phình bụng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Hai lần nữa, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Một lần nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại, thả lỏng cổ gáy. Từ từ thả lỏng, thư giãn. Từ đây, đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào, ra qua mũi. Cảm nhận khi bạn hít vào, có một luồng khí tươi mát được đưa vào cơ thể. Khi bạn thở ra, cảm nhận có một luồng khí nóng ấm được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít vào và thở ra. Hít thật sâu và thở thật chậm. Hít thật nhẹ và thở ra thật êm, thư giãn và thả lỏng. Thank you.
Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận sự xuất hiện của bạn trong không gian này. Tập trung đưa ý thức vào buổi học, để buổi học được sẵn sàng. Mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên nào. Tác ý vào bàn tay. Xoa thật nóng lên. Nóng thêm chút nữa. Thêm chút nữa. Hai tay đưa áp vào vùng mắt. Xoay nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Từ từ khẽ mở đôi mắt. Tay đưa ra xa. Mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại. Ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực. Cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Thẳng lưng. Hít sâu vươn cánh tay cao qua đầu. Vươn dài cơ thể đầy ngực. Nâng cằm. Mềm vai. Thở ra khép cằm lại. Chìm sâu vai. Mềm gáy cổ. Quan sát gáy cổ được kéo giãn, kéo rốn vào. Lần hai, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng toàn bộ phận tiêu hóa. Lần 4, hít thật sâu, đưa khí và oxy tươi trải đầy trong khoang bụng. Từ từ thở ra thật chậm, nhà khí thả mềm cơ, hơi rút rốn vào. Hai lần nữa, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Một lần nữa, hít sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thư giãn và thả lỏng. Từ đây, hít vào bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay người sang trái, thở ra tay phải gối trái, tay trái phía sau. Xoay cằm hướng vai trái. Mềm vai, thả lỏng cổ gáy. Quan sát cột sống được vặn xoắn. Kéo nhẹ rốn vào trong, thả lỏng hông, cuộn mông xuống thảm, mềm vai, hít thật sâu, từ từ xoay cằm sang phải. Và thở ra thật chậm, xoay cằm sang trái. Hít hai, sang phải. Và thở ra sang trái. Hít ba, sang phải. Từ từ thở ra, sang trái. Một lần nữa, hít sâu, sang phải. Chậm chậm thở ra, sang trái. Rồi từ đây, hít vào, xoay thân người trở lại. Vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra, đổi bên. Mở căng lồng ngực phải, kéo rốn vào, quặn mông xuống. Hít thật sâu, xoay cằm sang trái. Từ từ thở ra sang phải. Hít hai sang trái. Và thật chậm, thở ra sang phải. Hít ba sang trái. Và thở ra sang phải. Hít bốn sang trái. Chậm chậm thở ra sang phải. Rồi từ đây hít vào, xoay người trở lại, vươn hai tay, nâng lên. Thở ra hai tay đặt lên gối. Chúng ta xoay tròn hông, từ phải sang trái 5 vòng. 1 rút rốn vào. 2 3 4 5
và xoay ngược lại 5 vòng. 5 4 Rất tốt. 3 2 1 Rồi, từ từ đưa lưng trở về thẳng. Rồi, chúng ta đổi chân. Hai tay sang ngang, hít vào vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra, đưa hai tay hạ xuống thảm phía trước. Rồi trượt dài hai tay về phía trước. Gập sâu thân người hướng xuống thảm, hơi duỗi đẩy cái hông ra sau. Duỗi cái ngực đẩy về phía trước, kéo rốn rút vào trong. Rồi, chú ý này, mình không phải hạ tốt ruột đâu. Chúng ta hạ tròn, hạ tay rồi. Duỗi dài cái hông này, đẩy cái ngực này, khép cằm này, hơi cuộn mông rút rốn vào trong. Rồi thả lỏng tay, vai, cổ, gáy. Hít thật sâu, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại, cuộn mông xuống, đẩy rốn ra sau. Hít hai, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, duỗi dài cột sống, xẹp sâu bụng lại, đẩy hông ra sau, quận xương cụt xuống thảm, rút rốn vào sâu. Lần ba, hít thật sâu, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại, quận mông đẩy hông rút rốn. Một lần nữa, hít sâu, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại, đẩy hông rút rốn quận mông. Hít thở đều và giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào từ từ nâng thân người trở lại. Hai tay đặt ở hai bên gập hông. Gập hông này. Hít thật sâu, đẩy thẳng cánh tay, mềm vai, căng phình bụng. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại, thẳng cổ, mềm vai. Hít hai, căng phình bụng lên, quan sát cột sống dựng thẳng. Thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại, kéo rốn vẻ, hơi kéo. Đúng rồi. Hít ba, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Duỗi được thẳng tay nữa ông Thanh. Đúng rồi, cột sống nó vươn lên đấy. Bụng rút rốn vào, đúng rồi nhí. Một lần nữa, hít sâu. Và thở ra, xẹp sâu bụng lại. Kéo đáy chậu lên. Rồi từ từ thả lỏng vai, thả lỏng tay. Hai tay đưa ra phía sau mông. Hít thật sâu, đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra đẩy hông, nâng thân người lên, duỗi mặt trước thân người. Hít sâu hạ mông trở về thảm. Thở ra đẩy căng lồng ngực, nâng hông lên, kéo đáy chậu lên. Hít ba, hạ mông trở về thảm. Thở ra duỗi ngực, đẩy căng hông lên nào. Một lần nữa, hít sâu hạ mông trở về thảm. Thở ra duỗi ngực, đẩy căng hông lên, kéo toàn bộ phần dưới lên, giữ 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu hạ mông trở về thảm. Thở ra, chúng ta dựng cổ chân lên, duỗi hai gối về phía trước. Rồi hai tay sang ngang, rũ nhẹ khớp gối. Rồi, hít sâu duỗi mũi chân. Từ từ thở ra đạp căng gót. Hít 2 và thở ra, hít 3 và thở nào, nhấc gót chân lên, hít 4 và thở ra, hít 5 và thở nào, hạ gót chân xuống, gập các ngón chân xuống, thả lỏng, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả, gập, thả và xoay cổ chân từ phải sang trái 5 vòng, 1, duỗi mũi chân là 2, 3, 4, 5, xoay ngược lại, 5, 4,
3, 2, 1. Rồi từ đây chúng ta thu hai chân trở về trong tư thế cái bàn, tay rộng bằng vai, chân rộng bằng hông. Xoay căng lòng bàn tay ra, các ngón tay tách rộng, mềm hai mũi chân ra. Rồi, nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông, quan sát cột sống được duỗi dài. Hít thật sâu, cuộn xương cụt lên, chúng thắt lưng, mềm vai duỗi ngực, kỳ vai xa tai. Từ từ thở ra, cuộn đỉnh mông xuống thảm, cuộn tròn lưng, thả lỏng đỉnh đầu, rút rốn vào sâu. Lần hai, hít thật sâu. Và mềm mại, thở ra thật chậm, thật chậm. Rút sâu hơn. Lần ba, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Cuộn tròn các đốt sống, bú lưng, tha lòng đỉnh đầu. Một lần nữa, hít sâu. Mềm mại, thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra nào. Từ đây, hít vào đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra chúng ta duỗi gối chân phải, đạp căng gót chân ra. Chống ức bàn chân phải xuống thảm, nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Hít sâu, nâng chân phải lên, đạp căng gót. Thở ra, co gối phải hướng về trỏ phải, duỗi mũi chân phải, rút rốn. Hít hai, đạp căng gót chân phải, duỗi ngực, thẳng cổ. Thở ra, co gối, duỗi mềm mũi chân. Hít ba, đạp căng gót chân ọng. Và thở ra, co gối chạm trỏ phải nếu có thể. Hít 4, duỗi căng, đạp gót chân ra. Thở ra, co gối chạm trỏ phải. Rút rốn, hít thở đều và giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, duỗi gối chân phải, đạp căng gót. Thở ra, hạ ức bàn chân phải xuống thảm. Chống ức bàn chân trái, thở hết ra, nâng gối trái, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế quay ngược. Trùng nhẹ gối trái xuống. Đúng rồi, cuộn xương cụt lên, chúng ta nhấp 5 nhịp. 1, tư thế dùng đầu trái. 2, 3, tác động vào toàn bộ vùng hệ tiêu hóa. 4, 5, mềm tay vi, hít thở và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít sâu, hạ gối trái trở về thảm. Thở ra, hạ gối phải trở về cùng chân trái. Duỗi mềm hai mũi chân, nâng cổ lên chiến. Nhấn lực về bàn tay, hít sâu đẩy lên vai. Thở ra, đạp căng bàn chân trái ra, duỗi gối. Hạ ức bàn chân trái xuống thảm. Đẩy lực từ bàn tay lên vai, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, nâng chân lên, co gối trái chạm về trỏ trái, duỗi mềm mũi chân trái, rút rốn. Hít vào, đạp căng gót trái, duỗi ngực. Thở ra, co gối chạm về trỏ trái, duỗi mềm mũi chân, vân duỗi mũi chân trái. Hít ba, đạp căng gót chân, duỗi gối. Thở ra, co gối về trỏ trái, duỗi mềm mũi chân, rút rốn ha. Hít 4, đạp căng gót chân nhà nào, úp hông trái xuống. Thở ra, co gối chạm về trỏ trái. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, duỗi gối trái, đạp căng gót. Thở ra, hạ ức bàn chân trái xuống thảm, chống ức bàn chân phải lên. Nhấn lực về bàn tay, hít vào, nâng gối phải lên, trùng gối phải. Thở ra, đẩy mông hướng lên bầu trời, rốn và đùi phải gần nhau. Chúng ta nhấp 5 nhịp. 1, rút rốn vào. 2, rất tốt. 3, 4, 5. Hít sâu, hạ gối phải trở về thảm. Thở ra, hạ gối trái trở về, duỗi mềm hai mũi chân,
tách rộng hai gối sang hai bên. Hai ngón chân cái chạm nhẹ, thở hết ra cuộn mông hướng xuống thảm. Kéo dài cột sống, hạ trán mũi xuống thảm, đưa mông về gót chân. Sau đó hai tay đan vào nhau, xoay cổ tay. Thư giãn và thả lỏng. Và xoay ngược lại. Rồi từ đây, tách rộng hai tay, thả mềm vai, trải rộng lòng bàn tay. Từ từ đưa ý thức về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, duỗi dài các đốt sống. Mềm mại thở ra thật chậm, thả mềm các đốt sống, thả lỏng các cơ. Lần hai, hít thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thả mềm hơn nữa các đốt sống, mềm sâu các bó cơ. Tiếp tục, hít thật sâu, đưa khí và oxy tươi trải dài trong khoang bụng. Từ từ thở ra thật chậm, nhà những cặn khí ra bên ngoài. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm bạn thở hết ra. Rồi từ đây, hít vào một hơi thật sâu, bạn đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Thở ra thu hai gối về giữa. Rồi, nhấn lực về bàn tay phải, bước chân trái sang bên trái. Mũi chân trái hướng về phía trước, gót chân trái thẳng hàng về gối phải. Hít thật sâu, lướt cánh tay trái nâng lên, mở ngực trái. Thở ra luồn tay trái qua nách phải. Rút rốn và quận nhẹ mông lên, quận nhẹ xương cụt lên. Hít hai vươn cánh tay trái, nâng lên. Từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, quận xương cụt lên, kéo rốn vào. Hít ba, tay trái lướt lên nào. Và từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, rút rốn quận xương cụt. Một lần nữa hít sâu tay trái lướt nâng lên. Từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, rút sâu rốn vào trong. Từ đây, hít vào hạ tay trái trở về thảm. Thở ra, kéo mông về gót chân phải. Hạ mềm trán mũi xuống thảm. Rút rốn mềm vai. Hít thở đều và quan sát hồng lưng duỗi. Bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Hãy chú ý vào toàn bộ bắp đùi sau chân trái. Quan sát và cảm nhận sự căng giãn. 5, 4, 3, 2, 1. Thật chậm, hít vào đẩy thân người về phía trước. Vai trên cổ tay. Thở ra, bước chân trái qua cạnh ngoài chân phải. Chống ức bàn chân trái xuống. Xoay cằm, mắt nhìn gót chân trái. Rút rốn cuộn mông xuống. Quan sát cột sống được tác động. Toàn bộ vùng bụng, khoang bụng và bộ phận tiêu hóa cũng được tác động. Toàn thân được căng giãn. Hít sâu, xoay cằm sang trái. Và thở ra sang phải. Hít hai sang trái. Rút rốn cuộn mông nào. Từ từ thở ra sang phải. Một lần nữa hít sâu sang trái. Và thật chậm thở ra sang phải. Rồi từ đây hít vào đưa cằm trở về giữa. Chống ức bàn chân phải. Thở ra nâng gối phải. Lướt chân trái lên. Đẩy mông hướng lên bầu trời. Hít vào hạ gót trái xuống thảm. Gập gối
Sari gật hạ gót phải xuống gập gối trái, đưa gót chân trái về mông, từ từ thở ra co gối trái về giữa hai tay, rút rốn về giữa hai tay, chưa hạ đâu ạ, rút rốn, hít vào lướt chân trái nâng lên, thở ra gập gối trái, thở hết ra co gối trái về giữa hai tay, co thôi không gật không hạ, hít ba lướt chân trái lên duỗi gối, thở ra gập gối, thở hết ra co gối về giữa hai tay, rút rốn, một lần nữa hít sâu lướt chân trái lên, gập gối thở ra, hạ vai trái xuống, thở hết ra co gối về giữa hai tay, hạ gối về giữa hai tay, trượt dài chân phải ra sau, duỗi mềm mũi chân phải, úp hông phải xuống, úp hông phải xuống, đúng rồi, lách nhẹ cái chân này ra ngoài Chiến, thế, đúng rồi Chiến, đúng rồi Thanh, sau đó hạ bàn tay xuống thảm, duỗi cánh tay, duỗi dài bàn tay về phía trước, hạ trán mũi xuống thảm, duỗi dài cột sống, úp hông xuống, đưa ý thức và hơi thở về vùng rốn và khoang bụng, thả lỏng vai, hông, lưng, nhẹ nhàng hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần ba, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thư giãn và thả lỏng. Một lần nữa, hít sâu, mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thở hết ra. Từ đây, thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào bạn nâng thân người trở lại, thở ra chống ức bàn chân phải, nâng hông, bước chân trái trở về sau cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược. Chúng ta quận nhẹ xương cột lên kiễng gót chân, rút rốn, quan sát sự giãn sâu mặt sau thân người, hít thở đều và giữ ở đây. 5 4, thả lỏng cổ. 3 2 1, hít vào hạ mềm hai gối trở về thảm, thở ra duỗi mũi chân, bước chân phải sang bên phải, gót chân thẳng hàng với đầu gối trái, mũi chân hướng về phía trước, nhấn lực về tay trái, hít sâu vươn cánh tay phải nâng lên, từ từ thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái, rút rốn vào, hít hai lướt tay phải lên nào, từ từ thở ra luồn sâu tay qua nách, hít ba tay phải nâng lên và thở ra luồn sâu qua nách. Một lần nữa, hít sâu vươn cao lên nào và thở ra luồn sâu qua nách. Rồi từ đây hít vào hạ tay phải trở về thảm, thở ra kéo mông về gót chân trái, hạ mềm vai, hạ trán mũi xuống thảm, rút rốn vào trong, quan sát toàn bộ mặt sau được kéo giãn, toàn bộ đùi sau chân phải được kéo giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. Sau một vài nhịp thở thật chậm, hít vào từ từ đẩy thân người về phía trước. Thở ra chúng ta bước chân phải sang cạnh ngoài chân trái. Thở hết ra xoay cằm hướng vai trái, mắt liếc nhìn gót chân phải. Quận mông rút rốn vào nào. Rút toàn bộ rốn vào trong. Quan sát chúng ta đang tác động rất sâu về mặt sau thân người và toàn bộ vùng bụng cũng như bộ phận tiêu hóa. Thư giãn cho vùng cổ, hít vào xoay cằm sang phải, từ từ thở ra sang trái, hít hai sang phải, chậm chậm thở ra sang trái, một lần nữa hít sâu sang phải và thở ra sang trái.
từ đây, hít vào xoay cằm về giữa, chống ức bàn chân trái, thở ra nâng gối, hít vào chiều kỳ nâng gối. Thở ra co gối phủ, hít chiều kỳ gối phủ. Thở hết ra co gối về giữa hai bàn tay. Hít đầu lướt chân phải nâng gối. Thở ra gục gối, ổ gối lại. Thở hít ra co gối về giữa hai tay, rút rốn. Hít dầu lướt chân phải lên. Thở ra gập gối, ổ gối lên. Thở hết ra co gối về giữa hai tay. Một lần nữa, hít dầu chân phải lướt lên nào. Gập gối, thở ra ổ gối lên. Thở hết ra co gối về hai tay, rút dầu vào trong. Hạ gối về giữa hai bàn tay, trượt dài chân trái ra sau, hạ mềm khớp háng trái xuống, úp cái hông trái xuống, hít vào tiến hai tay về phía trước, hạ mềm bàn tay, duỗi dài cột sống, thở ra hạ mềm trán mũi xuống thảm, mềm sâu tay vai. Thả lỏng cột sống, quan sát, thư giãn và thả lỏng, rút nhẹ bụng vào trong. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, quan sát khí và oxy tươi trải dài khắp các đốt sống. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Thả mềm các đốt sống, thả lỏng các cơ. Lần hai, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Tiếp tục đưa ý thức và hơi thở về vùng khoang bụng và các bộ phận tiêu hóa. Hít thật sâu và thở ra thật chậm, thật chậm. Xẹp sâu bụng lại. Một lần nữa, hít sâu, từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Xẹp sâu bụng lại. Từ đây, thu hai tay về gần gối, chống bàn tay, hít vào bạn nâng thân người lên. Thở ra chống ức bàn chân trái, nâng hông, bước chân phải trở về sau cùng chân trái, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược. Kiễng hai gót chân, hít sâu lướt chân trái, nâng lên. Thở ra bước chân trái về cạnh trong bàn tay trái, chống 10 đầu ngón tay lên, đầu gối trái thẳng hàng với cổ chân, duỗi cái hông về phía sau, đạp căng gối phải ra, vững chắc trên chân trái, nhấc 5 đầu ngón chân trái lên, nhấn đồng đều xuống thảm, cố định vùng hông, hai tay sang ngang, hít vào bạn vươn hai tay, nâng thân người vươn lên, thở ra hai tay chắp trước ngực, thở hết ra, bạn xoay người sang bên trái, cài qua cùi chỏ phải qua gối trái, rồi vặn xoắn rút rốn vào trong, nhấn bàn chân trái xuống, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, vững chắc trên chân trái, hít vào tách hai tay vươn thân người nâng lên, từ từ thở ra, hạ bàn tay trở về thảm, duỗi gối chân trái đẩy hông. Rồi từ từ gập người hướng xuống chân trái, mềm vai và trỏ. Thật chậm, hạ bàn tay xuống thảm. Hít vào một hơi thật sâu, lướt chân trái, nâng lên. Từ từ thở ra thật chậm, bước chân trái qua cạnh ngoài tay phải. Rồi xoay hông, dựng cổ chân phải, hạ mông xuống thảm. Hít vào thân người về giữa, vươn hai cánh tay thẳng lưng. Vươn lên, từ từ thở ra xoay người sang trái, gập sâu thân người xuống chân trái, mềm vai, hông, lưng. Thật chậm, hít sâu, duỗi ngực. Từ từ thở ra chìm sâu thân người xuống, mềm vai xuống, rút rốn. Từ đây, hít vào duỗi ngực, vươn hai cánh tay, nâng lên, xoay người sang phải. Thở ra gập sâu thân người xuống chân phải, đẩy hông ra sau, đạp gót chân ra. Hít vào duỗi ngực đẩy về phía trước. Thở ra mềm vai và trỏ gập sâu thân người xuống chân phải.
thật chậm, hít vào duỗi ngực, vươn hai cánh tay, nâng lên, xoay người sang bên trái, hạ bàn tay trở về thảm. Thở ra, úp chân phải xuống, xoay mũi chân phải, nâng hông, bước chân trái trở về sau cùng chân phải, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngực. Nhấn một lực từ bàn tay đẩy lên vai, hít sâu, lướt chân phải nâng lên, thở ra bước chân phải về cạnh ngoài tay trái, xoay hông, hạ hông xuống, dựng cổ chân trái lên, hít vào, vươn hai cánh tay sang ngang, nâng lên cao, đưa tay trái qua eo lườn phải, thở ra cài vai trái vào trong, vươn dài cánh tay phải, áp tai chú ý, rút rốn vào trong, đạp căng hai gót chân dạ, đúng rồi. Từ đây xoay vai phải, hít vào, vươn hai tay, nâng lên, tay phải đặt qua eo lườn trái, cài vai phải vào trong, thở ra vươn dài cánh tay trái, áp tại, đẩy cái vai phải vào trong đi nhỉ. Tay phía trước, phần ơi. Thế, đúng rồi. Rồi, đẩy vào trong, xoay vai trái, hít sâu vươn hai tay, nâng lên, từ từ thở ra, xoay người xuống bên phải, hạ bàn tay xuống. Xoay mũi chân trái, chống ức bàn chân, nâng hông, hít sâu, hạ chân phải trở về cùng chân trái, thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời trên tư thế nâng ngực. Thật chậm, hít vào kiếng gót chân, thở ra trùng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Rồi từ đây, hít vào hạ mềm hai gối trở về thẳng, thở ra bắt chéo hai chân, nâng hai chân lên, bắt chéo nâng lên. Rồi thở hết ra đưa mông ngồi xuống thảm. Trong tư thế ngồi xếp bằng. Rồi từ đây, hai tay sang ngang, hít vào vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra chống 10 đầu ngón tay xuống thảm. Thở hết ra, đẩy cong gù lưng ra sau, khép cằm thu về cổ, mềm gáy cổ. Quận xương cụt xuống thảm, kéo rốn vào trong, mềm vai hơn nữa. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu đầy ngực về phía trước, từ từ vươn cánh tay, nâng thân người vươn lên. Thở ra chống 10 đầu ngón tay xuống thảm, thở hết ra đẩy cong lưng ra phía sau, mềm vai và trỏ cuộn xương cụt xuống thảm, mắt hướng nhìn về rốn, khép cằm thả lỏng cổ gáy và đôi vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, hít thật sâu duỗi ngực đẩy về phía trước, vươn hai cánh tay, nâng lên. Thở ra chống 10 đầu ngón tay xuống thảm, thở hết ra đẩy cong lưng, mềm vai và trỏ, quận xương cụt hướng về rốn. Tiếp tục rút sâu rốn vào trong, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, hít dầu duỗi ngực đầy về phía trước, vươn hai cánh tay, nâng lên. Một lần cuối, thở ra chống 10 đầu ngón tay xuống thảm, thở hết ra đẩy cong lưng ra sau, khép cằm mềm vai và trỏ, kéo rốn vào trong, hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu từ từ duỗi ngực, vươn hai cánh tay, nâng lên. Từ từ thở ra, thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Từ đây chúng ta duỗi gối chân trái về phía trước. Rồi, bước chân phải ra cạnh ngoài chân trái, duỗi đẩy thẳng cột sống lưng lên, đạp căng gót chân trái ra. Hai tay của bạn có thể ôm và đầu gối phải thẳng lưng. Quan sát hai cái mỏm xương ở xương ngồi nó bám xuống thảm. Tách tay, hít sâu vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Xoay người sang phải, thở ra đưa tay trái ôm vào gối phải, đưa tay phải ra phía sau chống xuống thảm. Đẩy thẳng cột sống, xoay cằm mở ngực, rút rốn vào trong. Hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, quận mông rút rốn mềm vai. Lần hai, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm,
thật chậm, xẹp sâu bụng lại, rút sâu vào trong. Một lần nữa, hít sâu. Và thở ra thật chậm nào, thở hết ra, cuộn rốn vào trong, cuộn mông xuống thảm. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Tách tay, hít vào, vươn hai tay, nâng lên. Thở ra, thả lỏng hai tay, xuôi theo thân. Từ đây, duỗi gối chân phải, dựng cổ chân lên, co gối trái lại. Hai tay đan vào nhau, kéo, bước sang bên phải, đẩy vai ngược, vươn dài, cột sống thẳng lưng. Hai tay tách rộng, hít sâu, vươn cánh tay cao qua đầu. Xoay người sang trái, thở ra tay phải, ôm lấy gối trái. Xoay cằm, xoay vai trái, mở ngực trái. Thẳng lưng, đạp căng gót chân phải, rút rốn vào trong. Nhẹ nhàng hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm nào. Một lần nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Rút rốn, thư giãn và thả lỏng. Mát xa cho các cơ quan nội tạng và bộ phận tiêu hóa. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Tách tay, hít vào, vươn hai tay, nâng lên. Từ từ thở ra, tha lỏng hai tay, xuôi theo thân. Từ đây thu chân trái trở về, rồi co hai chân, nâng mông lên. Đưa hai tay về phía trước, hít sâu, bước hai chân ra phía sau. Thở ra, đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế về ngược. Trải rộng bàn tay, đưa ý thức về chân phải. Hít thật sâu, lướt chân phải, nâng lên. Thở ra, bước chân phải về cạnh trong bàn tay phải. Đầu gối thẳng hàng với cổ chân. Lên nữa, đúng rồi. Duỗi cái hông ra phía sau, có thể chống 10 đầu ngón tay lên. Nhấc 5 đầu ngón chân phải lên. Nhấn đồng đều xuống thảm. Cố định trên chân phải. Rồi vững phần hông. Hai tay nâng lên, hít vào, bạn vươn cao qua đầu, vươn dài cơ thể lên. Thở ra, hai tay chắp lại phía trước ngực. Thở hết ra, xoay người qua bên phải, cùi chỏ tay trái cài qua đầu gối phải, rút rốn vào. Hít thở đều, bạn giữ ở đây, 5, đạp cái gót chân sau ra, duỗi hông, 4, 3, 2, 1, siết cơ đùi trước, chân phải, hít vào, tách hai tay, vươn thân người nâng lên. Thở ra, hạ bàn tay trở về thảm, chống 10 đầu ngón tay, duỗi gối chân phải, duỗi hông, mềm vai và trỏ, gập sâu thân người xuống, rút rốn vào trong. Thật chậm, hạ bàn tay trở về thảm, hít vào, lướt chân phải, nâng lên. Thở ra, hạ bàn chân phải trở về cùng chân trái, hạ mềm hai gót chân, nhấc 10 đầu ngón chân lên, trùng nhẹ gối, cuộn xương cụt hướng lên mở trụ, rút rốn vào. Hít thật sâu, hạ hai gối trở về thảm. Thở ra, tiếp tục bắt chéo hai chân, kéo mông về phía sau ở lưng chừng, chú ý lưng chừng, cuộn mông xuống, đẩy cong lưng ra phía sau, đẩy khí thải ra nào. Thở ra, hít vào, đẩy thân người về phía trước, vai trên cổ tay. Từ từ thở ra, đẩy thân người ra phía sau, cuộn cong các đốt sống, cuộn mông xuống thảm, thở hết xẹp sâu bụng lại. Hai lần nữa, hít sâu, đẩy thân người về phía trước. Và thở ra, đẩy hông ra phía sau, cong gù lưng, cuộn mông xuống thảm, tác động rất sâu vào bộ phận tiêu hóa. Một lần nữa, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm, đẩy cong lưng ra sau, cuộn mông xuống thảm, mềm tay vai, rút rốn. Từ đây, hít vào, đẩy thân người về phía trước, tách hai chân, hạ mềm xuống thảm. Thở ra, chúng ta nâng chân lên và đổi chân. Ban nãy chân nào ở trên thì bây giờ chân đó ở dưới. Rồi, hít sâu, đẩy thân người về phía trước,
thở ra, đẩy cong gù lưng, kéo hông ra phía sau, cuộn mông hướng về thảm. Rút rốn, thấy cái rốn nó được đẩy vào trong là đúng. Hít hai, đẩy thân người về phía trước. Từ từ thở ra, đẩy hông ra phía sau, cuộn mông, đẩy cong gù lưng, rút rốn vào sâu. Lần ba, hít thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít sâu. Mềm mại thở ra, đẩy cong gù lưng, đẩy hông duỗi dài ra sau. Rút rốn cuộn mông xuống thảm. Từ đây, hít vào, đẩy thân người về phía trước, tách hai chân hạ xuống thảm. Thở ra kéo mông hướng về gót chân, duỗi dài cột sống, hạ mềm trán mũi xuống thảm, mềm tay vai. Hai tay đan vào nhau, xoay cổ tay nào. Và xoay ngược lại. Rồi từ đây, tách hai tay, mềm vai, hít thật sâu, thu hai tay về gối, chống bàn tay, thở ra nâng thân người lên. Chúng ta hạ lưng xuống thảm, trở về trong tư thế ống bễ. Tư thế này rất tốt cho các đường tiêu hóa dạ dày. Rồi, tập xong sẽ thấy nhẹ bụng luôn á. Rồi, duỗi gối chân phải, co gối chân trái lại, dựng cổ chân phải lên, chân phải duỗi, co gối trái, duỗi chân phải, co gối trái, dựng đạp gót chân ra em. Rồi, đầu của Chiến nghiêng sang trái một tí vì nó bị lệch. Rồi, hai tay đan vào nhau, ôm gối trái, khép cằm lại, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm, kéo gối trái hướng về ngực. Khép cằm lại, mềm tay vai, cuộn xương cột hướng xuống thảm. Hít hai, nới lỏng gối trái. Từ từ thở ra thật chậm, kéo gối trái hướng về ngực. Khép cằm, cuộn xương cột hướng xuống thảm, rút rốn vào trong. Hít ba. Và thở ra thật chậm. Thật chậm, kéo sâu gối trái hướng về ngực. Một lần nữa, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm, kéo sâu về ngực. Rồi từ đây, hít vào, tách hai tay. Thở ra, bước chân trái qua cạnh ngoài gối phải. Xoay người sang bên phải. Xoay cằm sang bên trái. Nâng cái hông lên, đưa nó ra phía sau một xíu. Mở ngực trái của bạn ra. Rồi, hạ mềm hông, lưng, vai. Từ đây, hít vào, từ từ đưa tay trái sang ngang. Thở ra hạ mềm tay trái. Có thể gập trỏ trái hướng cánh tay hay bàn tay lên một xíu. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Hít sâu, xoay cằm sang bên phải. Từ từ thở ra, khép cằm, thu về cổ, khép nhẹ thôi. Thư giãn và thả lỏng. Thật chậm. Hít vào, xoay cằm sang trái. Nâng chân trái, thu trở về thảm. Thu chân trái và tay trái về. Thở ra, duỗi cổ chân trái, co gối phải lại. Hai tay đan vào nhau, ôm gối phải. Hít vào một hơi thật sâu, nới lỏng chân. Thở ra, kéo gối phải hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, đạp căng gót trái, quận xương cụt xuống thảm, rút rốn vào nọng. Hít hai, nới lỏng chân phải. Từ từ thở ra, kéo gối phải hướng về ngực. Hít ba, nới lỏng gối phải. Từ từ thở ra, kéo gối phải hướng về ngực, khép cằm lại.
thở hết ra, bước chân phải qua bên cạnh ngoài gối trái, rồi xoay cằm sang vai phải, nâng hông đưa ra phía sau, mềm hông vai lưng mở ngực, tay trái đặt lên gối phải, mềm xuống, đúng không? Từ đây đưa ý thức về tay phải, hít vào có thể đưa trỏ và tay phải sang ngang, thở ra mềm sâu hơn nữa. Sau một vài nhịp thở thật chậm, hít vào thu chân phải trở về thảm, thở ra co hai gối trở về trong tư thế cây cầu, úp hai bàn tay xuống thảm, khép cằm lại, hai gót chân tiến sát về gần mông, nhẹ nhàng hít đầu, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, kiễng gót chân, từ từ đẩy hông lên, kéo xương mu về phía xương ức, kéo đáy chậu lên. Từ từ thở ra thật chậm, hai tay đan vào nhau, duỗi cánh tay, thở hết ra lách nhẹ hai vai, khép cằm lại, kéo sâu hướng rốn về trong, rồi kéo đẩy xương mu về xương ức, hít thở đều bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1, tách hai tay úp bàn tay xuống, hít vào hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thở ra nâng cả hai chân lên, hai chân vuông góc, nhấc vai duỗi dài, hai tay cao qua đầu, mở hai trỏ, ngửa bàn tay, hít thật sâu đổ người sang phải, hạ mềm gối và đùi xuống, thở ra xoay cằm sang trái. Thật chậm, hít vào, nâng hai chân về giữa và thở ra, đưa sang bên trái, hạ mềm gối và đùi xuống, xoay cằm sang phải, thư giãn và thả lỏng. Từ đây hít sâu, đưa hai chân trở về giữa, thở ra, hít tay đan vào nhau, ôm hai gối, đưa rốn hướng vào trong, khép cằm thu về cổ, nhúc nhích nhẹ hai vai, thở hết ra, kéo rốn, rồi kéo gối hướng về ngực, nâng cổ gáy, khép cằm thu về cổ, mắt hướng nhìn về rốn, rút sâu rốn vào trong, hít sâu, hạ mềm từng đốt sống, hạ cổ gáy xuống thảm, khép cằm lại, thở ra nới lỏng hai chân, rồi từ từ đổ chân qua trái và qua phải, lắc lư thân người, thư giãn. Sau một vài lần thư giãn, từ đây hít vào duỗi gối hai chân, hạ gót chân trong thảm, mũi chân ngoài thảm, thở ra đưa tay xuống mông, vén hai thịt ngồi, duỗi hông lưng vai, duỗi dài và hạ mềm xuống thảm, hạ mềm xuống, thư giãn, ngửa hai tay xuôi theo thân, trách một góc 45 độ, thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng và thư giãn cột sống, thư giãn nhiều hơn nữa các bộ phận tiêu hóa, vùng bụng, thả lỏng toàn bộ phần thân trên, thân giữa và thân dưới. Từ đây nhẹ nhàng hít vào thật sâu và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít thật sâu và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Quan sát và cảm nhận.
các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Cảm nhận cơ thể của bạn thật nhẹ, bồng bềnh như những chiếc lá đang trôi trên mặt nước. Thank you.
Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt. Mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi. Mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái, 3 vòng từ trái sang phải. Xoay đầu sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải. Trở về giữa, tay phải đặt lên rốn, xoay theo một chiều, 1, 2, 3, 4.
trải rộng bàn tay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, dừng lại. Co hai gối, nghiêng người, chống bàn tay, nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Tác ý vào bàn tay, xoa thật nóng lên nào. Hai tay áp vào vùng mắt, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.